Xin chào các bạn. Trên thế giới có không biết bao nhiêu bộ tộc với những tập tục kỳ lạ. Nhiều khi những tập tục đó được cho là vô cùng khiếm nhã, thậm chí là ghê tởm ở thế giới chúng ta đang sống. Nhưng với những bộ tộc có truyền thống từ ngàn năm nay, đó lại là thứ cần phải duy trì và là thứ tốt đẹp đối với họ. Như ở bộ tộc Maasai tại châu Phi, họ dùng nước bọt nhổ ra để chào nhau, nhưng vừa thể hiện sự trân quý vì nước với họ là nhất, ngay cả khi đó là nước bọt. Bộ tộc mà chúng ta đang nói tới tên là Maasai, một bộ tộc bán du mục sinh sống tại Kenya và Tanzania, hai quốc gia Đông Phi. Nói rằng đây là những bộ tộc thiểu số thì không hẳn đúng lắm đâu, vì dân số của họ khá là đông. Ở hai nước Kenya và Tanzania, dân số của bộ tộc Maasai phải đâu đó gần 1 triệu người, hoặc thậm chí là hơn. Tất nhiên khá là khó để có được con số chính xác, vì họ thi thoảng vẫn đi du mục. Và hơn thế nữa, nhiều khi họ từ chối cộng tác với chương trình điều tra dân số của chính phủ, vì cho rằng như vậy là can thiệp quá đáng vào đời sống của họ. Theo truyền thuyết dân gian của người Maasai, tổ tiên của họ xuất hiện từ thung lũng sông Nin. Đến khoảng thế kỷ thứ 15 thì bắt đầu di chuyển về phía nam, cuối cùng tỏa rộng ra khắp Kenya và bắc Tanzania như ngày hôm nay. Ở một vùng đất khô cằn, nóng bức và ít mưa như ở đây, nước đương nhiên là một tài nguyên vô cùng quý giá. Mọi dân tộc sống ở đây đều hiểu rõ nước quan trọng đến thế nào. Người Maasai dĩ nhiên cũng thể hiện sự tôn kính với nước ở mức cao nhất, thậm chí có phần là kỳ dị. Chúng ta đều biết nước có loại này loại nọ, và nước bọt thì cũng là nước. Người Maasai cực kỳ trân quý nước bọt. Hễ cứ là nước thì họ đều sẽ trân quý. Họ chỉ nhổ nhức miếng ra ngoài khi gặp bằng hữu tốt, người thân xa cách lâu năm hay nhân dịp chúc mừng sinh con, đám cưới chẳng hạn. Khi chào mừng hoặc chia tay với bạn tốt, người Maasai mới nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, sau đó thân ái bắt tay. Có thể với chúng ta, đấy là một hành vi khiếm nhã, hay nhiều người gọi vui là keo bọt. Nhưng với người Maasai, đó vẫn là biểu hiện của sự nhiệt tình và tôn trọng ở mức cao nhất. Khi một đứa trẻ Maasai chào đời, cha mẹ sẽ đón mừng bằng cách nhổ nước miếng của bản thân lên đầu của em bé. Miếng nước bọt là sự chúc mừng, bày tỏ niềm hạnh phúc to lớn và lời cầu nguyện em bé sẽ trưởng thành khỏe mạnh, sống lâu. Trước khi gả con gái về nhà chồng, người cha sẽ thể hiện sự chúc phúc bằng cách nhổ nước bọt lên trán và ngực của cô dâu. Chẳng có bất cứ người con gái nào thuộc bộ tộc Maasai khi cưới chồng lại không thực hiện nghi lễ cầu phúc độc đáo có 102 này. Chưa xong là chưa được về nhà chồng đâu. Theo quan niệm của bộ tộc này thì nước bọt của người cha sẽ tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ của cô dâu muốn gửi gắm cho con gái của mình. Người con gái cũng sẽ hạnh phúc hơn khi nhận được những lời chúc phúc đặc biệt này. Dù sau này đã có thể mua nước từ các xe chuyên chở của chính phủ, nhưng tập tục này vẫn được người Maasai giữ gìn. Nhân chuyện đám cưới thì cách rước dâu của người Maasai cũng vô cùng đặc biệt. Họ đi rất chậm nên quá trình rước dâu thường kéo dài khá lâu. Ngay từ khi chuẩn bị bước vào nhà chồng, cô dâu sẽ nhận được một tràng những lời mắng nhiếc, xỉ vả và lăng mạ từ chính những người thân trong gia đình của nhà chồng. Không phải theo kiểu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đâu, mà đây là phong tục để rũ bỏ hết mọi sự xui xẻo và giúp cô dâu mới được hưởng hạnh phúc của mình một cách trọn vẹn nhất. Quả thực rất là khó hiểu. Thậm chí khi bước chân vào nhà chồng, người đầu tiên cô dâu phải gặp mặt đó là cha mẹ chồng. Và món quà mà cô nhận được đó là bị hất một cốc sữa dê thẳng vào mặt. Đây là một cách chúc phúc để cho cô dâu mới sẽ được may mắn trong chuyện con cái sau này. Sữa dê tượng trưng cho sự kiên trì và lòng can đảm. Nếu như cô dâu sớm sinh được con trai thì hẳn người con này sẽ dũng cảm và mạnh mẽ hơn tất cả. Những cách chúc phúc ở bộ tộc Maasai này quả thực là dữ dằn. Nào là nhổ nước bọt, xỉ vả, giờ lại có cả hất thẳng sữa dê vào mặt nữa. Vẫn là chuyện gia đình thôi, đàn ông Maasai có một thứ quyền lực khủng khiếp. Khủng khiếp nhất là được lấy nhiều vợ. Tất nhiên vợ nhiều hay ít tùy thuộc vào số lượng của cải mà người ấy có. Những người đàn ông ở đây bằng cách tặng cho cha vợ gia súc, vốn được xem là thứ tài sản có giá trị. Nếu như gia đình nào có con gái thì người cha cũng chính là người trụ cột trong gia đình, sẽ ngồi nhận các lễ vật của những chàng trai đến cầu hôn. Cha của cô gái sẽ là người quyết định chàng rể, chứ không phải là cô con gái. Ngay cả trong trường hợp không phải là một cuộc hôn nhân xếp đặt thì việc tặng các món quà lớn cho nhà vợ vẫn là một nghi thức bắt buộc. Để được gia đình nhà gái chấp thuận không phụ thuộc vào người đàn ông mà phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản mà người đàn ông đó mang đến. Vì lẽ đó mà phụ nữ Maasai đôi khi khá thiệt thòi. Họ không được tự do yêu đương, tìm hiểu người đàn ông của đời mình. Họ sống và chấp nhận mọi sự sắp đặt của gia đình cũng như những phong tục truyền thống của địa phương mình. Hơn nữa khi lấy nhau, người Maasai sẽ có một khế ước và không cho phép ly dị. Thế nên, hôn nhân với những người phụ nữ ở đây phải nói đúng như là đánh xổ số vậy. Thế nhưng lại có một tục lệ vô cùng kỳ lạ khác, đó là phụ nữ Maasai được phép có bạn trai bên ngoài hôn nhân,
với điều kiện là không được có thai. Tập tục này xuất phát từ thực tế là những cô gái trẻ chưa đầy 20 tuổi nhiều khi phải cưới những người đàn ông lên tới 70 tuổi. Chênh lệch như vậy sao mà được, đúng không nào? Nên những người phụ nữ đã có chồng được phép ngoại tình miễn là không sinh con. Tuy nhiên làm sao tránh khỏi những trường hợp có con ngoài ý muốn? Khi ấy, các ông chồng bị cắm sừng chẳng có cách nào khác, đành phải cho phép vợ giữ lại đứa con, nhưng sẽ không thực hiện nghĩa vụ gì với đứa trẻ này. Nhưng hãy chuyển sang những thói quen khác trong đời sống cũng kỳ lạ chẳng kém gì của tộc người Maasai. Ở tộc người này, nhà là do phụ nữ xây dựng, chứ không phải đàn ông. Mọi công to việc bé trong nhà đều do tay phụ nữ đảm nhiệm. Họ dùng dây buộc các thanh cây nhỏ vào nhau làm khung nhà. Và các bạn biết không, mái nhà của họ được làm từ phân bò. Họ dùng tay nhào nặn đống phân bò cho đến khi chúng trở nên thật dẻo và có độ kết dính, rồi chét lên làm mái và vách nhà. Nhiều khi còn là hỗn hợp với bùn và thậm chí cả nước tiểu. Người ta cho rằng như thế sẽ chống thấm, đồng thời giữ ấm cho người hoặc gia súc bên trong. Do thi thoảng vẫn đi du mục nên những người phụ nữ Maasai cũng quen với việc cất nóc nhà cửa như thế này. Vậy đàn ông Maasai làm gì? Công việc số 1 của họ là chăm lo cho đàn gia súc, thứ được coi là tài sản quý giá nhất của người Maasai. Có một điều rất đặc biệt trong lối sống của người Maasai, đó là họ không săn bắn và ăn thịt động vật hoang dã. Là một tộc người sống xa rời thế giới văn minh, nhưng người Maasai lại hoàn toàn tránh việc săn bắn, khá kỳ lạ là như thế. Theo quan niệm tín ngưỡng của họ, thì thịt các loài thú hoang không đảm bảo tinh khiết và sạch sẽ. Cũng chính vì tập tục này mà người Maasai được chính phủ Kenya hoặc Tanzania bảo vệ để họ có thể sinh sống trong các vườn quốc gia. Vì họ sống ở đây hòa hợp với thiên nhiên và không làm hại các loài động vật hoang dã. Người Maasai chỉ ăn thịt trong đàn gia súc của mình mà thôi, chủ yếu là bò hay là cừu. Chúng cung cấp không chỉ thịt mà còn cả sữa nữa. Ngoài ra còn có cả dê. Khẩu phần hàng ngày của người Maasai là sữa tươi và thịt, đôi khi bao gồm cả máu tươi của động vật để uống. Bình thường họ ăn rất ít rau và cũng tránh việc trồng trọt quá nhiều, vì quan niệm của họ không muốn làm ảnh hưởng tới đất đai. Nhưng sau này khi lượng gia súc bị thu hẹp vì dịch bệnh và thiếu đất chăn thả, họ bắt đầu chuyển dần sang trồng trọt nhiều hơn. Các loại cây yêu thích bao gồm cao lương, lúa, khoai tây hay là bắp cải. Chế độ ăn uống cũng từ từ thay đổi, trở nên cân bằng hơn. Nhưng gia súc vẫn luôn là thứ quan trọng nhất. Càng nhiều gia súc thì càng được coi là giàu có thành đạt. Dù không săn bắt động vật hoang dã để lấy thịt, nhưng người Maasai có một tập tục rất mạo hiểm, đó là săn sư tử để chứng tỏ khả năng của mình. Nhưng săn cũng phải có quy định riêng. Những chiến binh không được phép săn bắn một con sư tử đang chịu hạn hán, dính bẫy hoặc là trúng độc. Hơn nữa, họ cũng không được săn sư tử cái, vì họ tin rằng phái nữ là người mang sự sống của mọi giống loài. Nếu ai giết được một con sư tử đực, lấy da và lông của chúng làm trang phục, sẽ được xem như là anh hùng và nhận được những lời ca ngợi của các thành viên trong bộ tộc. Thậm chí trước đây, việc giết sư tử còn là một nghi thức chứng tỏ sự trưởng thành. Nhưng sau này, tập tục đó đã phần nào bị bãi bỏ, vì lượng sư tử ngoài tự nhiên đã bị giảm đi đáng kể. Trước đây khi được chính phủ các nước mời gọi hòa nhập với cộng đồng văn minh, người Maasai còn từ chối quyết liệt. Nhưng dần dần họ đã sống gần gũi hơn. Nhờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà họ đã biết thêm tinh bột hay là thêm rau vào khẩu phần ăn. Rồi thì không còn săn sư tử nữa. Thậm chí người Maasai giờ đã chơi thể thao và tổ chức riêng cả một kỳ Olympic của mình. Cứ 2 năm một lần, đàn ông và phụ nữ của các ngôi làng người Maasai lại tụ tập ở một khu đất bằng phẳng để thi đấu các môn thể thao như chạy nhiều cự ly, ném giáo hay là nhảy cao. Người Maasai vốn dĩ khỏe mạnh mà, nên họ cũng là những vận động viên rất cừ khôi đấy, đặc biệt là môn nhảy cao. Có khá nhiều giải thưởng như là huy chương, tiền mặt hay là học bổng. Nhưng phần thưởng chung cho đội thắng cuộc luôn là một con bò, rất thú vị và gần gũi. Nhờ vậy mà đời sống của người Maasai dần dần trở nên gần gũi và thú vị hơn. Thậm chí nơi đây nhiều khi cũng đã đón khách du lịch. Nhờ thế mà họ được chính quyền Kenya và Tanzania bao bọc nhiều hơn, nên dân số cũng phát triển ổn định. Dù rằng việc hòa nhập với đời sống văn minh cũng có thể đe dọa tới những truyền thống lâu đời của họ. Nhưng thôi, tất cả sẽ phải tìm cách để thích nghi. Hy vọng các bạn đã có được những trải nghiệm thú vị với câu chuyện về tộc người Maasai trên kênh thông tin Đó Đây ngày hôm nay. Thêm một câu chuyện để chúng ta biết thêm về một tộc người đặc biệt nữa của thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.